Hello thầy. Nice to Hello, meet you. How lâu quá are vậy you em. today? How are you today? Ơi em giỡn nữa hả em, đọc tiếp đi. Em đọc đâu nhỉ? I'm not be too busy. I used to open new thingy. Opportunity, Opportunity. opportunity, nghe không nhỉ? Opportunity. Ừ. Opportunity. 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 Rồi. Rồi đọc tiếp đi em. Trời Cái gì em? không, thầy em bị rớt cái bút. Opportunity to present my Practice. English. Practice my English. My English. When he's not at work in a Itani in job, Mr. Itani in job watching like non-tree TV. It have me a lot, he say, Mr. Mister, Itani, Mister. Mr. Itani is a married and has a 1 year old Has, girl. has. Has a 1 year old son. Ok. Về đọc Ok, lại nha em. Đọc vâng, lại và học thầy chụp gửi ừ nha em em. đó. Thầy chụp gửi em đi thầy. Chụp cái gì em? Đó thầy. Nó không có trong, không biết nó có trong sách nhỉ? Chắc chắn là có rồi. Sorry, thầy em sẽ đọc. Em tưởng không có. Rồi em đọc chậm quá, bây giờ có nhớ hết mấy cái đoạn kia để mà trả lời không nữa. Rồi. Ui đây. Rồi. Bây giờ em nhìn cái bạn này, em trả lời câu 1 được không? Mr. Tanaka uses English để làm gì em? Mr. Tanaka uses English to. Rồi, cái này dễ là thầy. Rồi trả lời thử. Dạ, em đánh dấu vào thấy. Em sẽ điền cái này. Và điền một cái, điền hai thì thấy. To use the internet hả em? Ở đâu mà em tìm thấy thông tin đó? Em định đánh hai cả. Đâu? Thì cái nào dùng internet đâu? Ừ. Ok rồi cái nào nữa? Chắc chắn, nhưng chắc chắn là em nghĩ là sẽ có gọi là Bitcoin này. College rồi ở đâu? Rồi đúng rồi. Câu 2. Yeah, trời ơi mình giỏi quá đi. Giỏi quá đi. Câu câu hai, Yeah. dễ quá đi. In the email, meeting. In meeting, in email. Rồi chỉ hai hai chỗ đó cho thầy. Đúng thầy. Email meeting. Email meeting. Rồi đúng rồi. Câu 3. Ơi, mày mình giỏi dữ nhỉ. Aha.
Rồi Cung em cấp nói đi em. Nuba. China, Brazil, Canada. Dịch cái câu 3 lên thầy nghe coi, nghĩa là cái gì? Dịch ra tiếng Việt thử thầy coi coi. Dạ, câu 3 để em dịch nhé thầy nha. Kia ông meet in Mr. town Mr. Mr. Itani. Itani. Có lẽ dùng tiếng Anh và với khách sạn Gorus from Hotel tên là guest em. Hotel Hotel guest. Red, Hotel guest là Hotel gì? Hotel guest Red, Hotel là gì? Hotel Red có nghĩa là khách sai khách khách của khách sạn đấy. Ừ đúng rồi. Đến từ đâu? Đến từ ô thầy nha, nói gì không thầy? Nghe chứ mà đến từ đâu? Đến từ đây thầy, Lebanon. Ừ. Trời ơi mình giỏi quá đi. Đâu có đúng rồi em. Ủa? Cái ông Itani này ổng có khả năng là ổng sử dụng tiếng Anh với những cái khách hàng của khách sạn đến từ đâu? Cái những cái khách hàng của khách sạn này đến từ đâu á? À, về thầy. Để em xem nào. Đến từ mọi nơi trên thế giới. Đâu đâu cái chỗ nào nói về vấn đề đó đâu em. Chêu chêu ô nhưng mà Ừ em thật thì mà em không thấy em không thấy là nó nói trong có chi chai la với ấy đâu nhá thầy nhá. from any different country nè. Thì với mọi người thì em phải đánh cả bốn gái. Vâng đúng rồi, bốn cá nhé. Thấy chưa? Em bảo. Tao chọn đúng đâu. Nhưng mà cũng chọn đúng 1/3 cái mà 1/4 cái mà. Chỉ quên không đánh mấy cái kia thôi. Ủa sao cái này nó Tự nhiên thầy ngộ bảo vậy là đúng ta? đâu. Em đang định đánh mấy cái kia. Tự nhiên thầy bảo là đúng đâu. Làm hết hồn tưởng sai. Buồn quá. Cái này là cái gì ta? Ok Em nghĩ chắc là em. ghi công việc Rồi bây giờ mình cái bài tập này sao đây? Rồi làm thử em. Nó có cái tên, cái thông tin của một người được không em? Rồi tài em phóng giới to được thiệu không? người. This is Victoria warm, but everyone cut her Vicky. Call her Vicky. She is. Cái chữ gì đây nè? She M ta. years old À, tuổi nhưng mà tự nhiên cái số kia đây mờ quá thầy ạ. là sao? À, 22 years old. Tại cái mờ quá em mấy hùng. And And she she. And she. Tự nhiên she is a photographer. Miss. Đúng không thầy? Miss Miss Vicky. Victoria. Victoria Victoria Wang. Victoria live in Live in. Sam. No em. Live in. Hồi này này.
Live in Shanghai. Live in Shanghai. Trời Live in Shanghai em nè. đi, em ở Live in Shanghai mà. Em nói xem. Hồi nãy em mới vừa nói xem. Shanghai. Thượng Hải á, được không? Và But she is originally from a kitty City. Có Kitty đâu. city city tally beam. Cái gì? Đây thầy. Thầy. Trời Đâu? đây thầy ơi, trời ơi không biết trong ba cái mới đi thế nào Vũ trong Hán. Vũ Hán. Đó, trời ơi. Em không biết đọc Nhanh á thầy. nhanh đi em, gần hết giờ rồi. Vũ Hán her after it rim stream with Will Will Smith. Will Smith and her bravery resort in tennis. Bravery thought Rồi ok. Rồi bây giờ mình nói lại hôm nay những cái từ mình học được là được em. Nhiều hôm quá. nay những từ mình học được có rất là nhiều luôn thầy. Thì em ví dụ điển hình cho thầy một vài câu đó chính là Hurtly links comma Publishing company. Em học đàng hoàng đi. Đó. Publishing companies. Đừng có giỡn nữa. Rồi. Và mấy cái Này. từ đơn giản nhưng mà cũng khó Từ này từ đó chính gì? là originally. Rồi. Đó. It about complaining from website. All over the world nghĩa là gì? All over bạn bè trên khắp thế giới. Communicate là gì? America chính là đồng nghiệp, kiểu như Offices là gì? là office là cái kiểu như là cái văn phòng á thầy. Rồi ok. Rồi cái chữ này nghĩa là gì? Đọc sao? Cái chữ này có nghĩa là đâu thế này, có nghĩa là được nâng lên, Được nuôi nấng, nuôi lớn, được nuôi dạy lớn dỗ, đã được nuôi lớn dạy dỗ đọc thầy. sao, đọc sao, Đọc là raised, raise, raised, chữ này đọc raised. sao, nghĩa là gì? Chữ này có nghĩa là Nhanh đi em. công ty mô tô automotive company, Công ty ô tô, không phải mô tô. công ty ô tô. Em bị ngọng, thấy bị ngọng xíu đấy. Em là ô tô nhưng mà nó Này thành là mô tô. gì? Cái đấy có nghĩa là it was my điều độ phát âm, Ok em, rồi. Thôi goodbye China, về nhớ đọc lại nha em. trời ơi không nỡ xa thầy đâu nhưng mà em phải tạm biệt thầy để thứ tư mình học Vâng, tiếp. vâng, vâng. Vâng.